Nếu Paris được ví như là kinh đô ánh sáng của thế giới thì Akari City em Trí chắc chắn là sáng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, không những sáng nhất mà còn là hot nhất. Nên là em Trí phải tức tốc chia sẻ thông tin đến với quý anh chị là ngay trong hôm nay. Thì nội dung clip gồm ba phần rất là cơ bản và dễ hiểu, nên anh chị mà có quan tâm thì cố gắng xem hết clip của em Trí nha. Để nắm rõ thông tin, thắc mắc thì liên hệ em Trí giải thích ngay để mình có cơ hội chốt những căn cuối cùng với chính sách cực kỳ ưu đãi. Đây là những hình ảnh mới nhất về tiến độ của dự án Akari City tháng 5 năm 2024. Chỉ với 15 phút di chuyển trên trục đại lộ Võ Văn Kiệt là anh chị đã đến với kinh đô ánh sáng Akari City. Tại công trường Akari City hôm nay, anh Trí thấy tiến độ xây dựng đang rất tất bật và nhộn nhịp. Chủ đầu tư và nhà thầu đang xây dựng hoàn thiện những giai đoạn cuối cùng để ký bàn giao nhà vào cuối năm 2024. Với quy mô 8,5 hectare bao gồm 3 giai đoạn với 6.000 căn hộ, Akari City được xem là một trong những dự án căn hộ có quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 1 bàn giao vào năm 2022 với 1.800 căn hộ. Dự kiến cuối năm 2024 sẽ bàn giao giai đoạn 2 với 1.600 căn hộ. Tổng thể giai đoạn 2 tiến độ đang rất là khẩn trương. 4 tháp là AK7, AK8, AK9 và AKO đã cất nóc. Những tiện ích khác của căn hộ cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đặc biệt, tầng 4 là nơi bố trí đa phần tiện ích chung. Đội chủ đầu tư đang thi công rất bài bản. Các căn shop house ở khối đế cũng đã dần hoàn thiện. Bãi đỗ xe tầng hầm, tầng 2 và tầng 3 đã hoàn thiện đâu đó 90%. Tiện ích quảng trường ánh sáng quy mô 2.500m2 hiện tại cũng đã hoàn thiện 90%. Tổng quan mặt ngoài của tòa nhà đang sơn hoàn thiện sơn nước. Bên trong tiện ích hồ bơi em Trí là đang hoàn thiện và đang xây dựng rất tốc lực để kịp bàn giao. Những căn shop tại Akari City giai đoạn 1 thì tỷ suất đất đai là gần như 100% rồi. Những căn shop này là đang có diện tích là từ 150 đến 200m2. Thì cái giá dao động cho thuê đang từ 60 đến 80 triệu trên một tháng. Vì tính chất khan hiếm và tỷ suất lợi nhuận cho thuê cao nên là những căn shop của Akari City là một sản phẩm đặc thù được giới đầu tư ưu tiên lựa chọn. Những anh chị thích shop house nhưng đã bỏ lỡ cơ hội ở giai đoạn 1 thì cơ hội ở giai đoạn 2 vẫn còn. Giá hàng 4 căn shop hàng hiếm, vị trí đẹp nên mở bán. Diện tích dao động từ 195 đến 330m2, giá từ 12 đến 18 triệu. Thì cũng phải cho em Trí xem vị trí của 4 căn shop này thực tế sẽ như thế nào nha. Shop house ở Akari City được thiết kế 2 tầng nên rất thuận tiện cho việc kinh doanh hoặc là vừa ở vừa kinh doanh. Hai căn shop mặt ngoài của tháp AK9 là ưu điểm nó là đối diện trường Liên cấp Ngô Thị Nhiệm. Ở đây thì nó nằm trên cái tuyến đường đi hàng ngày, đi học hàng ngày của các cháu hoặc là của các anh chị phụ huynh, thì đường nào cũng sẽ đi ngang qua những cái shop mà ở vị trí của AK9. Này cũng là một lợi thế. Với diện tích từ 230 đến 240m2 tại hai căn shop của tháp AK9 này thì là một lợi thế. Vì diện tích lớn thì sân sau sẽ rất là thuận tiện cho việc kinh doanh. Cái mặt bằng mình đáp ứng được nhiều loại hình ngành nghề thì mình cái tỷ suất cho thuê nó sẽ dễ dàng và cái biên độ lợi nhuận nó sẽ cao hơn. Hai căn shop mặt ngoài của tháp Akanio em thấy là vị trí đẹp nhất, vị trí nằm giữa giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì sau này sẽ rất thuận tiện kinh doanh. Vì ở đây thì tháp Akanio thì gần cái quảng trường ánh sáng 2.500m2, đó là một lợi thế, là nơi mà tập trung cư dân vui chơi giải trí và những ngày cuối tuần hoặc là những dịp lễ hội. Shop khối đế của Akanio là có vị trí là trung tâm của trung tâm Akari City thì em thấy là vị trí là đẹp nhất và tuyệt vời nhất rồi. Chính sách chiết khấu 4%, ngân hàng hỗ trợ lãi suất trong vòng 2 năm, thanh toán mỗi tháng chỉ từ 2,5 triệu, 5% ký hợp đồng, thanh toán giãn 15% trong vòng 6 tháng, đàn góp nội thất 400 triệu là những ưu đãi trong thời điểm hiện tại của Akari City. Anh chị mà quan tâm thì liên hệ chi tiết em Trí có giá 3 căn ưu đãi nhất và cái view đẹp nhất theo đúng nguyện vọng của anh chị. Em là Minh Trí, chủ nhà của Trí nhé. Cảm ơn, bye bye.